Có nghĩa là đây là 6 cái cục này là cùng một bộ. Một bộ. Cùng một bộ. 2 tấn. 2 tấn. 2 tấn. Cho em hỏi một tí là giá trị của cái bộ này là khoảng tầm bao nhiêu? Cả cái bộ này thì nói chung là từ tất cả đồ đánh rồi dây dợ rồi còn nhiều vấn đề nữa. Dạ. Thì em nghĩ nó khoảng 1 triệu đô. Triệu đô. Ừ. Có triệu. Mỗi một căn biệt thự ở trong này thôi mà. Ừ, nó khoảng đấy. Chi phí dây hình như là cũng khá là tốn kém đúng không anh? Một sợi mà nó có những sợi 10-15 ngàn sợi. 15 ngàn một sợi, không phải ngàn đồng đâu quý vị nhá. mà... anh nói thế đâu. Mà trong này, mà trong này thì anh nhìn thấy nó phải đến tổng này chứ anh nghĩ nó phải đến rất nhiều sợi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng, hôm nay Hoàng Đức đang có một buổi sáng rất là trong lành và thư thái tại khuôn viên của một trong những căn biệt thự có thể gọi là đẹp nhất ở trong khu Bằng Lăng thuộc dự án Vinhome Riverside Hà Nội. Nhắc về những căn biệt thự ở Vinhome Riverside, đặc biệt là ở trong khu Bằng Lăng, thì chắc hẳn rằng sẽ có rất nhiều quý vị khán giả tò mò và thích thú, là bởi vì những căn biệt thự ở trong khu Bằng Lăng như thế này thì gần như cực kỳ khó có thể tìm thấy được một cái hình ảnh hay một cái video nào ở trên bất kỳ một kênh YouTube nào. Vâng, vì sao thì quý vị và các bạn chắc có lẽ là chúng ta có thể đọc ở dưới comment. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều quý vị khán giả sẽ comment để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là lý do vì sao. Ok, còn hôm nay thì không để quý vị phải thắc mắc chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ dẫn quý vị đi thử một vòng của cái căn biệt thự nơi mà Hoàng Đức đang có mặt tại đây, để chúng ta sẽ cùng thử khám phá xem lý do vì sao nó lại như vậy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là khuôn viên phía bên ngoài của căn biệt thự này. Là một căn nằm ở góc, vị trí rất là đẹp, có hai mặt sông ở hai bên. Bên ngoài đây là tiểu cảnh, thì các bạn nhìn thấy như này. Đây, chúng ta có một cái hồ bơi ngay trong nhà đây. Đấy. Và ở đây là cái không gian để trà chiều. Các bạn thấy nó có đẹp không ạ? Đây, không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Đây nữa, đây là một cái khuôn viên tiểu cảnh. Bên này có thể gọi là một cái vườn Nhật. Đấy, ở đây chúng ta thấy có tùng La Hán, có thông đen, có hoa đỗ quyên, vân 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 vân. Những cái chi tiết nó rất là vườn Nhật, thì cũng giống như các clip ở trên Nhà To mà quý vị đã từng theo dõi. Ok, bây giờ Hoàng Đức lại mời quý vị chúng ta sẽ cùng thử vào bên trong nhà xem là phía bên trong nhà của căn biệt thự này thì có cái gì nhá. Đây chỉ là cửa bên hông thôi ạ, còn cửa chính thì ở phía trước. Tuy nhiên thì chúng ta đang ở phía sau này thì vào cổng hông này cho tiện. Đây, xin mời các bạn. Đây, xin giới thiệu với quý vị, đây là không gian phòng khách chính của căn biệt thự này. Đây, chắc chúng ta sẽ đi một vòng tròn để các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, trần rất là cao với một cái đèn chùm khổng lồ ở ngay phía trên. Và xung quanh là hệ thống cửa sổ ngập tràn luôn. Đấy, khuôn viên này thì chúng ta thấy giống như những cái căn biệt thự của các tỷ phú ở phương Tây đúng không ạ? Đặc biệt là ở Mỹ, theo một cái phong cách cực kỳ là hiện đại và sang trọng giống như thế này. Đấy, và đây là một cái không gian rất là mở. Chúng ta có khoảng không gian để đàn piano, chơi nhạc cụ, tranh. Đấy, đây mới là cái cửa lối vào chính. Đây, đây là lối vào chính ở đây. Đấy. Đây. Còn bên này là một cái lối đi lên tầng 2. Và đây là không gian phòng ăn và phòng bếp. Đây chúng ta có cửa để đi ra phía ngoài luôn. Đấy. Và bên góc này thì chúng ta cũng sẽ có một cái lối vào ở bên hông. Đấy, ngoài cửa phía bên kia thì mới là lối đường bộ để vào căn biệt thự, và là lối để đỗ xe ô tô chính. Nếu mà chúng ta quý vị biết về khu Vinhome Riverside thì chắc hẳn chúng ta sẽ rất là rõ về cái cách bố trí ở đây. Đây, Đức xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xuống khám phá ở phía dưới. Còn bây giờ là ở dưới không gian của tầng hầm. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, ở đây chúng ta có nguyên một cái khu để chơi bóng bàn ở trong nhà, tập luyện. Đấy. Và bên này nữa,
Đây, thực sự là một khuôn viên rất là rộng. Trong kia còn có tới 4 cái phòng khác nhau nữa. Nhưng mà thôi, Hoàng Đức sẽ chỉ giới thiệu một vài những cái không gian ở ngoài này thôi. Các bạn thấy này, ở đây có cái không gian để cắt tóc riêng này, gội đầu này, nằm thư giãn, nghỉ ngơi, sưởi ấm này vào những ngày mùa đông này. Đấy, trong kia còn có bể sục rồi vân 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 vân, nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây lại không phải là cái chủ đề chính của ngày hôm nay, mà chủ đề chính mà Hoàng Đức muốn giới thiệu tới cho quý vị và các bạn lại là một trong những thú chơi của gia chủ mà cực kỳ thú vị và cũng chưa một lần nào xuất hiện ở trên nhà to. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái chủ đề chính đấy, nó là gì, thì xin mời quý vị hãy cùng với Hoàng Đức chúng ta sẽ cùng vào khám phá ở phía bên trong này. Đấy, căn phòng này bí mật hơn, có tới tận 2 lớp cửa. Và phía bên trong là gì thì trước khi vào các bạn hãy thử comment đoán xem nó là gì. Và cũng đừng quên like, subscribe, ấn đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh YouTube Nhà To nhé. Xin mời. Chắc chắn là thú chơi này sẽ không làm quý vị phải thất vọng khi nhìn thấy. Đấy. Em chào anh. Ừ, chào được. Ui, khỏe không? Em vẫn thế. Ok. Sướng quá anh ơi. Không gian tuyệt vời anh nhỉ. Xem cái chương trình của em trên Nhà To nhiệt độ cũng hay. Dạ, em cảm ơn anh. Thú vui chơi rất là vui. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Chắc là nãy giờ không khéo em nghĩ là cũng nhiều quý vị khán giả là nhầm, chắc nghĩ là anh Công là chủ nhà. Đấy, anh đang ngồi chill quá. Hôm nay thay mặt chủ nhà. Thay mặt chủ nhà đúng không anh? Đây, giới thiệu với quý vị và các bạn, ngồi ngay cạnh Hoàng Đức là anh Vũ Đức Công, là không phải chủ nhà của căn này, nhưng mà là người set up lên toàn bộ những cái không gian mà chúng ta đang được nhìn thấy ở trong căn phòng này. Chính xác nhất là về âm thanh, đúng không anh? Right. Audio, high-end. Trong cái không gian âm nhạc tuyệt vời như thế này mà ngồi uống rượu rồi tán gẫu cùng bạn bè thưởng thức thì còn gì nữa anh nhỉ? Nhất luôn. Chúc sức khỏe anh. Chúc sức khỏe quý vị khán giả Nhà To. Hôm nay hẹn với anh Công mời anh tham gia lên một cái chương trình của Nhà To là bởi vì em thấy cái thú chơi này em cũng chưa làm bao giờ. Rồi. Mà cũng rất là nhiều những cái căn nhà hoành tráng mà em đến, chủ nhà, gia chủ cũng rất thích chơi âm thanh giống như thế này. Rồi. Nhưng mà cái kiến thức về âm thanh của em thì nó không có nhiều. Thực sự là em chỉ là người nghe nhạc thôi. Đấy, có nghĩa là nghe thấy hay là biết hay. Đấy. Còn làm như nào để cho nó hay là như nào thì nó lại là chuyên môn của anh. Nên hôm nay em lại muốn nhờ anh chia sẻ cho em cũng như là quý vị khán giả của Nhà To về cái âm thanh, thú chơi âm thanh hay em này. Đấy, em nghĩ là cái thú chơi này cũng là rất là tốn kém đấy chứ, đúng không anh nhỉ? Tốn. Chắc là anh em mình đi một vòng đi dẫn quý vị khán giả cho nó sinh động anh nhỉ? Đây, xin mời các bạn. Thì đây là cái bộ âm thanh, thì cái linh hồn của cái hệ thống thanh là cái quan trọng nhất là cái loa. Thì đây là cái đơn loa mà anh phân phối tại Việt Nam là đôi Sesaro. Sesaro của cái loa kèn. Hãng loa kèn thì nó trên thế giới anh nghĩ nó chỉ có khoảng độ 4-5 hãng thôi. Thì thằng này là một trong những hãng mà đỉnh nhất về, anh nghĩ nhất về kèn. Anh đại diện cái thương hiệu này tại Việt Nam. Nó cao cao như này là cao phải 1m75 gì đấy. 75. Thì kèn ở trong cái tôi nó rất là dày, và trong bên trong nó rất là nhiều các cái vật liệu bên trong để nó chống phản âm. Cái kèn thì là âm thanh nó ra rất là tốt. Nhưng mà nếu mà cái này mà không tốt thì nó sẽ bị rất là vang. Anh, nhưng mà sao là ở đây lại là hai cái bên, là loa này là theo dạng loa kèn, nhưng bình thường em thấy là hay là cái loa dạng vuông vuông như này mà. Cái loa này thì nó thiết kế là bên này là phần giải trung và giải tép này. À, trung và bên chép này thì nó sẽ chơi bass. Cái bass, khối bass riêng. À, nhưng mà đây là trong cùng một bộ anh. Một bộ đấy, một cái tổng thể của nó đấy. À, khối. Thế là có nghĩa là đối với âm thanh high end thì là chép riêng, middle riêng và bass riêng. Nếu mà tách ra các khối này thì bao giờ nó cũng hay hơn. Với em hình dung là khi nó trong một cái thùng thì âm thanh khi phát lên nó nhiễu sang nhau rất là nhiều, thì thằng này nó thiết kế kiểu thế. Và thằng này thì nó lại thiết kế là nó có một cái bass, có một cái công suất khoảng 1000W thì nó đánh riêng tất cả cái bass này ra. Đây hả anh? Nhìn ở nó trong này luôn, trong cái loa này luôn. Ở kết nối sang. Có nghĩa là đây là 6 cái cục này là cùng một bộ. Một bộ. Cùng một bộ. 2 tấn. 2 tấn. 2 tấn.
Thế bình thường làm sao mà anh di chuyển được nó vào trong những bình cái thường cái này thì khi mà nó bình thường thì nó sẽ có từng khối, thì anh sẽ chuyển từng khối từng khối vào một. Có nghĩa là mỗi một cái kèn riêng, cục kèn này là một khối riêng. 200 cân cái này nó khoảng 80 cân. Từng khối khối cho mình dựng lên thôi. Cầu kỳ nhỉ. Nói chung để được cái âm thanh mà nó thật đấy. Dạ. Như kiểu nhà hát thì nó là cả một câu chuyện rất là kỳ công. Nhưng mà có nghĩa là cái này là tái tạo được cái âm thanh giống như ngồi nhà hát này. Nếu mà người ta sẽ cố gắng là cái hai end ấy thì nó tiến đến cái âm nhạc thật, mà âm nhạc thật là nhà hát và không qua mic ấy. Nghĩa là nó phải hạn chế tối đa cái sự can thiệp của ấy, thì cái hai end của mình cố gắng mà tái hiện lại được cái điều đấy. Hay quá. Nghĩa là bây giờ người ta chơi ở nhà hát này. Bây giờ mình cố gắng mình tái hiện lại để đưa về gia đình. Tất nhiên thì bảo là nó tuyệt đối thì là cái câu chuyện rất là khó, nhưng mà nó tương đối. Vâng. Một lát nữa anh cho em thưởng thức test thử từng cái nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá qua một chút đã. Nhưng mà anh, thế cho em hỏi một tí là giá trị của cái bộ này là khoảng tầm bao nhiêu? Cả cái bộ này thì nói chung là từ tất cả đồ đánh rồi dây dợ rồi còn nhiều vấn đề nữa. Dạ. Thì nghĩ nó khoảng 900.000 đô, triệu đô. Có triệu. Mỗi một căn biệt thự ở trong này thôi mà. Nó khoảng đấy. Khoảng căn biệt có thự. Có thể đó. Nó hơn xuống một tí. Cơ bản nó như thế. Hay quá. Trông thế thôi, nó rất là cầu kỳ, rất là nhiều thứ bên trong đấy. Mà để sử dụng được một cái dàn âm thanh như thế này thì em thấy ở xung quanh còn có rất nhiều các cái đầu các kiểu đúng không anh? Đây là đĩa than rồi này. Còn đây là dưới này là để, cái âm ly anh. Để anh giới thiệu qua với em là ví dụ mình có hệ thống âm thanh rồi. Dạ. Thì bây giờ nó có sẽ có 3 nguồn âm chính. Nguồn âm chính chủ đạo. Thứ nhất là nguồn âm nhạc đầu CD này. Ví dụ em muốn có cái CD. Bên này là vẫn chạy đĩa CD. CD. Giống như ngày người xưa chơi đây. Người ta có sưu tập nhiều CD rồi thì người ta vẫn phải giữ lại cái CD. Còn hai thì một nguồn hai là nguồn số đây. Nguồn số. Số này có nghĩa là kết nối với điện thoại anh, Bluetooth à hay là như nào? Không, cái này nó sẽ kết nối với cả cái máy chủ đấy, nó sẽ có những kho dữ liệu nhạc của một cái hãng ấy. Của hãng Tidan luôn. Thì nó có tất cả những cái file nhạc high end ấy. Dạ. Chứ không phải cái file nhạc cái kiểu mình nghe trên rồi. Các thứ khác thì chất lượng nó không được. Thì dạ. Cái này nó hàng gọi là hàng triệu album ấy, mình thích cái gì thì một năm mình giả 1,5 triệu. Giờ thế thì mình cứ thích. Bản nhạc là thì mình search là mình chơi ở trên một cái server của nó và mình kết nối để mình chơi. Đấy, tuyệt đối. Rồi. Và một cái nguồn thứ ba là nguồn đĩa than. Vâng. Nguồn này thì thực sự là đúng đấy, là thì âm thanh high end là em thấy rất nhiều người. Đĩa than thì là cái đĩa than là cái thứ mà anh nghĩ là hay nhất bây giờ. Đĩa than hoặc băng cối nữa, một cái băng cối nữa, băng cối thì chơi nó phức tạp hơn. Băng cối là hơi kiểu ngày xưa đúng không? Cái băng bản chất băng cối thì bây giờ mình cũng bản chất cũng không tìm được cái bản gốc đâu. Đa số copy lại nhiều rồi thời gian lâu ngày nó cũng kém đi, nhưng mà chất lượng của nó cũng tốt đấy. Thế có nghĩa là chơi về đĩa than bây giờ nó vẫn gần như là cái hay và cái thịnh hành và là cái cũng là đỉnh cao nhất về high end. Thì cái này của anh là cái Konos Pro này nó làm là 250 cái. Cái của bạn anh là 170. Thằng này nó có đặc biệt cái là cái ông Louis, tất cả ngày xưa đến bây giờ thế thôi thì đa số là nó chỉ là quay một mâm thôi. Rồi. Thế là ông là người dân vật lý mà. Thế là ông nghĩ là sao, tại sao ông làm hai cái để cho nó cân bằng. Thì ông nghĩ ra là cái hai cái mà đây gọi là cân bằng động. Ở đây em thấy là mỗi cái xoay một chiều khác nhau đúng không anh? Cân bằng động thì hai thằng nó triệt tiêu cái rung chấn. Chứ còn tất cả những cái máy từ trước nay thì nó chỉ một chiều này thôi. Thì bao giờ nó có moment xoắn này, bao giờ nó tạo ra rung chấn. Rồi. Và đĩa than thì khi mà chỉ có một xíu rung chấn thì nó sẽ nhiễu ra. Nó lại nhiễu ra âm thanh. Nó khuếch đại hàng nghìn lần mà. Nó rất nhỏ thôi. Em hình dung không? Hay quá. Và khi mà cái âm thanh mà nó khi mà mình đánh nhạc lên này. Dạ. Thì cái nó âm thanh nó như một cơn bão tố ấy, bão sóng âm ấy. Này thì nó sẽ tác động lên đây. Đây thì nó nhiễu ra thì cái này nó làm sao phải xử lý được cái cân bằng để không bị thì cái nguyên tắc của đĩa than là như thế. Wow. Cứ cân bằng tuyệt đối thì là hay, không bị rung chấn là hay. Chắc là bây giờ em nhờ anh Công cho em nghe thử một bản nhạc nào đấy bằng đĩa than đi. Ok. Xem cái hệ thống âm thanh 20 mấy tỷ cái đĩa Việt Nam cho dễ nghe nhá. Dạ vâng, Việt Nam trước đi. Vâng. Thì là có cái đĩa của Nguyễn Ánh Chín, là một trong những album rất hay của Nguyễn Ánh Chín. Hạnh phúc
như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi em ôm hương yêu dâng trong buồn tôi. Em như chim ngàn phiêu lãng phải quá theo mây trôi. Nghe là có tự nhiên hay không? Nghe như là ca sĩ đang đứng ở ngay cạnh mình hát. Đấy đấy, phải có cảm nhận đấy. Mà em phải nghe nó cảm thấy nó có những cái sâu thẳm bên trong. Vâng. Nghe mình nghe cảm giác là giống như kiểu là còn cảm nhận được từng cái tiếng lấy hơi của ca sĩ. Đúng rồi, bên trong. Đấy là cái hay là nó thể hiện được cái điều đấy. Chứ bình thường thì cái hệ thống ấy thì mình chỉ thể hiện được cái bên ngoài thôi. Còn hay là nó sâu thẳm từ bên trong người ta hát ra. Em cảm thấy cái sự hiện diện, vâng. Hiện diện người ta đang kiểu, người ta đang hát ở đây cho mình ấy. Mà cảm giác là mình chỉ cần đứng lệch đi về một bên thôi là âm thanh nó đã lại cũng thay đổi khác rồi. Ví dụ cái này thì cái vị trí ngồi bây giờ mình ngồi ở đằng trước và cân đối hai bên. Thì bây giờ nó tạo ra hiệu ứng stereo thì nó sẽ hay nhất. Hay quá. Nhưng về bản chất hay em thì có thể đứng chỗ nào nghe cũng thấy phê. Dạ vâng. Mình thử sang dạng khác đi được không anh? Dạ nhá, tí Tây nhá. Dạ, tí Tây đi, tí nhạc nước ngoài đi xem là nó có khác gì với nhạc Nguyễn Ánh Chín không? Dạ. Thì trong âm thanh thì cái bản thu quan trọng lắm. Bản thu ban đầu. Có nghĩa là cái nguồn âm quan trọng, âm vào quan trọng. Của mình. Dụ cái hay này nó sẽ thể hiện tốt nhất cái nguồn âm có thể. Dạ. Thì mà cái quan trọng nhất là cái ông thu phải thu được tốt đã. Anh cho em xem cái này. Bình thường thì một cái đĩa này khoảng tầm bao nhiêu ạ? Nó khoảng độ 4-5 bài một mặt đấy. Những bao nhiêu tiền? À nó, ví dụ của Việt Nam mình thì nó khoảng được 1,5 triệu một cái. 1,5 triệu một cái. Ừ. Còn cái của Tây rồi những cái mà nó mang tính sưu tập thì nó vô kể. Có những đĩa nó hiếm rồi thì gọi là... Mỗi một mặt này là có khoảng 5 bài. Em thấy ở đây có 5 bài. Đây. Đấy, phim quay sát. Bây giờ đĩa này thì bây giờ nó phải tầm mấy triệu rồi. Ngày xưa thì đầu tiên ra, thì bây giờ nó không còn nữa. Mấy triệu một cái đĩa này. Nhưng mà cái này có khó mua không anh? Có không phải là bản nào cũng khi mà cũng nó mới ra thì mình nên mua ngay. Nhưng khi mà nó hết rồi thì cũng khó đấy, không. Dạ. Nhưng bây giờ mình có chuyển được từ cái nhạc từ cái kho hai em vào một cái đĩa than như này có khó không ạ? Nó phức tạp. À. Nó lại vào một đĩa than thì nó lại phải thu âm từ đầu rồi lại chuyển từ cối sang rồi các thứ. Nhiều. À thế cũng phức tạp đấy. Thế anh có một cái đĩa nào dòng nhạc nó khác đi một tí cho em. Bài Stimala nổi tiếng. Phức tạp là gì? Cái hay em thì khi mà cái nhạc nó càng phức tạp thì càng thể hiện càng hay. Dạ. Khó. Cái này là mình đang lau để cho nó bỏ đi những cái lớp bụi. Bao giờ nó có một cái khi mình để bắt đầu lâu ngày nó có một lớp bụi rất mỏng. Thì mình quét đi thì cái này nó tự điện nó hút. À. Cái chổi chuyên dụng đó. Đấy, cái món này nó cũng cầu kỳ đấy nhỉ? Ừ. Ngoài ra thì mình có một cái máy rửa đấy. Thỉnh thoảng mình cho máy đĩa mình rửa thì rửa những cái bẩn sâu á, cái kẽ này. Cái này là chỉnh tốc độ à? Nó có tốc độ đĩa than thì nó có hai tốc độ là 33 và 45, càng nhanh thì càng hay. Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái tốc độ bài nhạc không ạ? Không, tốc độ vẫn bài nhạc vẫn bình thường, nó thu ngay từ đầu. Bản này hoành tráng. That comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana. Nghe thấy từng cái âm thanh nhỏ của kể cả khán giả ở dưới lao sao. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on cái mà cái âm thanh hay ấy
thì là khi mình bật bản nhạc lên thì nó ngoài cái âm chính các thứ, nó còn nghe được những thứ xung quanh cái không gian đấy, mình đúng cảm nhận như một không gian kiểu thu cái bản thu ở cái thời điểm đó, ở nhà hát hay nhờ mình lấy cái không khí ở quán thu quán bar chẳng hạn, mình thấy cái không gian này cảm đúng thấy rồi. Cái nó tạo được cái không gian nó tạo được một cái âm thanh mang cái tính không gian rộng, thế là nó cho mình quay lại cái thời gian đấy. Ví dụ người ta thu cái bản nhạc quán bar năm 1956 chẳng hạn, nhưng mình nghe đây, nhưng nó thể tái hiện đúng cái không khí ở đấy, thì đấy là cái hay em. Nó ngoài tái hiện về cái âm nhạc thì nó còn tái hiện về thời gian. Vâng. Hay quá nhỉ. Những cái đoạn đầu này cảm nhận được cái tiếng bass nó còn rất là trầm, sâu, thùng sâu. Thẳng. They always curse and they curse the Coltrane. The Coltrane that brought them to Johannesburg. Thanh như thế này mà ngồi uống rượu rồi phê pha thì thôi ngồi đến đêm. Chút điếu xì gà. Vâng, một điếu xì gà nữa. Vui. Hay quá. Đấy là cái thú cũng sâu lắm này. Hay. Nhưng mà cái thú này dễ nghiện không anh? Em nghĩ là cũng dễ nghiện đúng không? Cái này những người tâm mê thì cũng bị nghiện đấy. Không thiếu là thấy khó chịu đấy. Dạ. Luôn luôn, và hai là cái xu thế là người ta luôn luôn nâng lên âm thanh ấy, từ cái tai người rất khó tính. Khi mà em đã nghe cái gì mà hay rồi ấy, mà em nghe cái gì nó thấp hơn là em không có khó chịu được. Và cái đôi tai mình nó rất là nhạy cảm. Nghe cả những cái tiếng bass, tiếng xanh ban lao sao lao sao. Đấy, hay kèn. quá kèn thì cái tiếng kèn nó rất hay. Tí rượu nhỉ? Dạ. Hay quá. Anh thử một cái bài nào nó mang nhiều cái tính hiện đại hơn thử được không? Xem em thử cái em muốn điện ảnh hiện đại hơn à? Vâng, có nghĩa là thử các cái dòng nhạc khác nhau thì nãy giờ anh em mình mà em dùng nhạc số đi. Nhạc số đi anh. Nhạc số thì thử. Cái nhạc hiện đại nó sẽ có nhiều hơn đúng không anh? Thực sự là rất là thú vị anh Công ạ. Nhưng mà em muốn hỏi thêm anh một vài những cái chi tiết nữa. Tại vì ở đây em thấy này, ở đây là có mỗi ba cái nguồn vào chính, nhưng mà sao có nhiều những cái hệ thống đầu như này. Cái cục này thì là về xử lý cái vấn đề gì ạ? Nhưng ngoài những phần chính như là những âm ly này, rồi là dề, rồi pao, rồi đầu CD các nguồn đây, thì một cái phần nữa nó cũng khá là quan trọng, và nó đóng vai trò, nó ẩn sâu bên trong. Nhưng mà đấy cũng rất cái thứ mà cũng rất là tốn kém, như là nền móng ấy. Thế à? Nền móng cho hệ thống ấy. Thì đấy là chính là cái phần về điện, về nguồn điện. Điện. Điện rất quan trọng. À. Đây gọi là cục phân phối điện. Cục phân phối điện. Thì cục này nó cũng đắt phết đấy. Cũng mấy chục ngàn đấy. Dạ. Ngoài ra thì cái cục này, sau đó thì những cái dây nguồn đằng sau này là những thứ rất là công phu. Đầu tư này cả một cái. Đấy, anh nói em mới để ý đây. Bên góc này rõ hơn. Ờ. Đây,
Anh quay phim sang đây. Đấy. Đây em thấy là đây có những cái dây nguồn ở đây rất là to đây. Ừ. Đấy, ở đây cũng thế. Thì những cái dây nguồn như thế này thì nó có chắc là nó ảnh hưởng khá là nhiều tới cái chất lượng của âm thanh đúng không? Đúng rồi, đấy là cái cấp phần điện cho máy. À. Thì cái phần điện thứ nhất là nó phải đủ dòng, đủ tải, và hai là nó phải sạch. Là khi mà điện từ điện lưới mình vào là nó qua đấy bắt đầu nó xử lý. Ừ. Đưa vào cái tổng này xong rồi mới cấp cho các cái máy. Nhưng mà cái này mà nó mà kém dạ. thì cái phần trên này của mình coi như là lãng phí. Lãng phí, không hay tuyệt đối. À. Nếu mà mình đầu tư cái này kỹ một chút thì nó sẽ rất hiệu quả. Chi phí dây hình như là cũng khá là tốn kém đúng không anh? Ừ, một sợi mà nó có những sợi 10-15 ngàn một sợi. 15 ngàn một sợi, không phải ngàn đồng đâu quý vị nhá. mà... anh nói thế thôi. Mà trong này thì anh nhìn thấy nó phải đến tổng này, thì anh nghĩ nó phải đến rất nhiều sợi. Vâng, em thấy là mỗi một cái bộ như này là cứ trung bình khoảng tầm 2 sợi thế nào ấy. 2 3 sợi ở đâu có cái còn mỗi một cái một đấy, xem. Còn 6 7 sợi cơ. Ờ, thế mà phần dây thì cũng nó sẽ bình thường thì theo căn bản setup của hệ thống mà theo chuẩn mực đi. Thì nó chiếm khoảng độ 25% cái giá trị của hệ thống. 25% giá trị. Ví dụ một triệu đô thì có nghĩa là giá âm thanh 1 triệu đô là riêng cái phần dây 250.000. 150 đến 200.000 thì nó là mức độ tốt, hoàn hảo. Còn nó thấp hơn thì nó cũng ok, nhưng mà nó để mình mà kỹ thì nó ở cơ bản là cái bài toán là như thế. Cầu kỳ nhỉ. mà đây chỉ là về phần âm thanh thôi đúng không anh? Còn em thấy ví dụ như ở đây này, toàn bộ cái hệ thống mà về phòng, thiết kế của phòng đây là cũng là những cái hệ thống mà có tiêu âm rồi có tính toán về cái độ vang, độ vọng làm sao để nó tạo ra một cái âm thanh tốt nhất ở trong một căn phòng như này đúng không ạ? Một cái phòng hay mà khi mà em vào em nói chuyện mà em thấy cái giọng của em nó đúng ấy. À, nó không bị vang quá. Vang quá, nó không bị hút quá thì cái phòng đấy anh nghĩ là tốt. Đây chắc là cái phòng loa để karaoke. Cũng làm cũng cầu kỳ kỹ. Đấy, cái đấy xem phim. À đây là loa xem phim riêng. Xem đến loa. À còn trên này mới là karaoke đúng không anh? Cái này thì không bọn anh không tham gia vào cái việc này. À đây là đơn vị khác. Thế là anh chỉ là anh là chỉ về tập trung về hai end. Hai end. Ừ. À đây là đây, các cái người chơi người ta bao nhiêu năm bắt đầu mới cứ mua đi dần dần đấy. Ví dụ thế. Thế nên là vẫn phải có một cái đĩa CD là như thế. Wow. Đây là một kho tàng đĩa CD luôn đấy anh nhỉ. Nhạc số thì rất hay, nhưng mà CD khi mà mình chơi một cái CD thì mình cầm một cái đĩa rồi mình đi mua một cái đĩa nó cũng có thú vị của nó. Chứng tỏ là thú chơi của gia chủ là cũng đã sưu tầm rất là lâu rồi. Nhưng mà anh nghĩ là khi người ta chơi đến mức độ nào đấy thì người ta sẽ tập trung về tinh thần nhiều. Người ta gặp xe cộ rồi, rượu các thứ hết các thứ rồi. Đây em thấy rồi, là ở đây cũng thì người ta rất sẽ, nhiều sẽ hướng đến cái âm nhạc là cái giá trị và tinh thần đấy. Đó. Rất nhiều những chai whisky quý hiếm này. Glen 1943, đây toàn những cái chai rượu cũng tính bằng tiền chục ngàn đổ lên. Đúng là càng chơi càng hiểu biết nhiều thì lại càng muốn hướng đến những cái gì nó là tinh túy nhất. Mà anh thấy những người nào mà chơi hay thì bao giờ cũng làm giỏi. Chơi giỏi thì làm giỏi. Sao tại sao người ta chơi nhiều thế và vẫn tiền, nhưng mà người ta lại cứ càng chơi người ta lại làm càng giỏi. Thế là hay, chứ không phải là tại sao mình cứ bảo sao lại như thế nhỉ? Vâng. Ta phải đúng ra là cuộc sống nó phải có những cái đam mê chơi thì người ta sẽ có những cái chơi, không anh? Có những cái phấn đấu hơn. Còn nếu mình nhiều nước mình nghĩ mình chả biết chơi cái gì, có khi là chán, chả muốn làm gì. Vâng. Lúc mà vẫn muốn gọi là kiếm tiền để được chơi cái này cái kia, thì bắt đầu là thấy là có thêm động lực đúng không anh? Mà chơi ví dụ là ngày xưa chơi đĩa CD như thế rồi ở trên những cái dàn âm thanh chất lượng nó vừa phải, xong lại lên dần dần là càng ngày người ta càng muốn là đạt được những cái gì mà tốt nhất ở trong cái. Nhưng đến bây giờ thì công nhận thị trường mình nó đã phẳng với thế giới rồi. Nhưng cái điều kiện của nó rất là ok, quan trọng là mình muốn cái gì thôi. Dạ. Ngày xưa muốn không có. À đúng rồi. Cái thời cách đây 20 năm trước mà anh làm mà mua được một cái dây xịn nó quý hóa lắm. Hiếm. Toàn bộ những cái này là anh là phải nhập khẩu từ bên châu Âu hết. Anh là đại diện tại thị trường Việt Nam phân phối. Bây giờ thì hiện tại là có nhiều, anh có nhiều những cái thương hiệu về âm thanh high-end này không ạ? Anh bây giờ nó còn được, anh có mười mấy cái thương hiệu lớn đấy. Thương hiệu là đỉnh cao nhất của bây giờ đấy. High-end này thì đa phần là đến từ các cái nước như nào anh? Về đồ mà điện ấy, đồ máy ấy, thì bọn Thụy Sĩ ác chiến. Thụy Sĩ thì nó có mấy thương hiệu lớn như của anh là có CH này, Thụy Sĩ này, Go Moon cũng là những thương hiệu Solution,
Datsy, những thiệu lớn của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ về những cái đồ mà nhưng mà nhìn những cái vỏ máy của Thụy Sĩ thì mình dùng bao nhiêu năm nó không cần nên không biến đổi do cái cơ khí của Thụy Sĩ thì nó chính xác. Còn hai cái bộ loa kèn như này thì là của nếu mà loa mà khủng một tí thì bọn Đức làm Đức thì Đức được nhiều đa dạng mà đều là khủng. Rồi ngoài ra thì của Đan Mạch. Dây của anh thì là anh phân phối dây của Đan Mạch. Thế chứng tỏ là không phải là cứ có một dàn âm thanh tốt, có thương hiệu hay là có những cái đồ tốt là có thể là cho ra một cái âm thanh nó hoàn hảo nhất, mà nó phải dựa trên nhiều những cái yếu tố khác nhau nữa, đúng không anh? Khi mình có đồ tốt rồi, các thứ nó ok hết rồi, thương hiệu lớn rồi, chất lượng không phải nghĩ rồi, nhưng mà cái setup ấy, setup để cho cái âm thanh nó phù hợp với cái không gian của mỗi một gia chủ thì cái đấy là cái mà mình phải nghe được. Mình sắp xếp vị trí. Đôi khi nhớ đang như này thôi, nhưng ví dụ em chỉ cần sai một tí thôi thì cái độ sai lệch nó ra đến người nghe là rất lớn. Thế nên là bọn anh cũng dành rất nhiều cái thời gian để mình nghe, mình căn chỉnh từng xíu một. Khi nó hoàn hảo nhất thì mình mới giữ lại. Và khi hoàn hảo rồi và dặn khách là thôi đừng có đụng vào. Phát động vào thì những đôi loa này mấy tấn rồi bọn em di chuyển từng tí một ấy, vị trí. Rất là khó mà cho vừa nghe vừa di chuyển ấy, thì nó như kiểu đầu bếp ấy. Có nghĩa là đầu bếp nhưng mà cho giỏi đầu bếp giỏi hay không, nhưng mà cho những cái nguyên liệu rất là tốt rồi nhưng mà ra món ngon hay không lại phải tùy vào tay của người chế biến, đúng không? Vâng, anh cũng giúp đỡ khách hàng về cái chuyện setup để người ta yên tâm mà nghe thôi. Vâng, là có những cái chuẩn rồi thì cái tai người setup quan trọng lắm. Vâng. Thì cái đấy là cái khó đấy, câu chuyện đấy là câu chuyện nhiều năm để nghiên cứu. Thế chắc là rồi, cũng lại học phải, hỏi nữa. Cũng lại phải nhờ anh Công là sắp tới mời anh xuất hiện thêm nhiều để anh chia sẻ thêm về cái thú chơi high-end, thú chơi âm thanh high-end. Là vì em nghĩ là sau cái số ngày hôm nay, sau những cái chia sẻ của anh về thú chơi âm thanh high-end này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều quý vị khán giả của Nhà To cũng thích thú về cái thú chơi này rồi. Tuy nhiên thì để mà chơi sâu được và hiểu được nó thì chắc chắn là nó sẽ cần một cái quá trình cảm nhận rất tiếp là cận. Dài. Vâng. Nói chung là theo anh thì cái môn này thì công nhận ai cũng thích. Âm nhạc mà. Yêu ai cũng thích, nhưng mà người ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thế theo anh thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Nghĩa là theo anh thì cứ bắt đầu vướn vào chơi đi, chơi dần dần. Cứ chơi đã, đúng không? Mình cứ bảo mình cứ nghiên cứu. Theo em thấy, ví dụ muốn chơi món nào mà để đỡ tốn thời gian nhất và nhanh học hỏi được những người tinh túy nhất thì mình cứ tìm đến những người mà đã nghiên cứu, đã chơi cái môn đấy lâu năm rồi, chơi với người ta đấy xong học dần dần. Cái đấy nó phải tùy duyên đấy, không phải ai cũng gặp được. Mình chơi đồ thì có khi mình bao nhiêu năm mình gặp một người đây đúng là cái mà mình mong muốn rồi. Tất nhiên mình phải có một cái nền thì tìm hiểu một chút đã, mình phải tìm đã. Còn mình không tìm thì chẳng bao giờ đến. Vâng, tí thôi anh em mình tìm thấy nhau rồi thì lần sau anh cứ lại chia sẻ cho thêm nhiều quý vị khán giả Nhà To nữa. Anh nhá. Thì anh em hy vọng là bọn em sẽ quan tâm đây với cái môn này rất là hay. Dạ vâng, cũng rất là mong quý vị khán giả của Nhà To xem được chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ có những cái sự thích thú nhất định. Và có nếu quý vị khán giả nào tò mò hay là muốn biết thêm nhiều những cái thông tin chi tiết hơn nữa thì các bạn cứ comment xuống dưới. Và sắp tới thì chắc là Hoàng Đức sẽ lại tiếp tục muốn mời anh Công cùng tham gia trên Nhà To nhiều nữa để chia sẻ về cái thú chơi high-end này. Chả sẽ lên video ở căng thẳng quá. Không, cái video của Nhà To thì lúc nào chúng ta cũng cứ là như là ngồi chơi, ngồi nghe nhạc và chia sẻ một cách rất là giản dị thôi anh ạ. Rất là cảm ơn anh. Anh em mình cứ có cái gì hay chia sẻ cho mọi người biết. Cảm ơn anh Công và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Và các bạn hãy nhớ đừng quên comment cũng như là like rồi ấn đăng ký kênh và chia sẻ video clip của Nhà To để chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều video clip hấp dẫn giống như thế này nữa, được khám phá những điều thú vị và hấp dẫn trong cuộc sống và trong những cái thú chơi của giới thượng lưu. Chúng ta càng tìm hiểu, càng hiểu được người giàu thích gì, chơi gì, suy nghĩ như thế nào thì có thể là một ngày đấy chúng ta giàu, chúng ta sẽ không bỡ ngỡ. xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào mọi người. Xin chào.